Thầy chào các em. Nay thầy trò chúng ta sẽ làm quen một cái phần khá là quan trọng trong cái chương trình toán lớp 12. Và đặc biệt cái này thì phân bổ ở cái học kỳ 1. Thì các em biết rằng là trong cái phần giá trị lớn nhất nhỏ nhất các em đã học, hoặc một số bạn chưa được học ở trên trường thì các em cũng đã nghe cái từ giá trị lớn nhất nhỏ nhất từ những năm học trước, đúng không? Kể cả lớp 7 các em đã nghe được cái từ này rồi, cho nên là đến lớp 12 thì rõ ràng là một số bạn mà kiến thức ở dưới mình chưa tốt lắm thì bây giờ chúng ta phải học lại lý thuyết. Thế còn một số bạn mà kiến thức ở dưới tốt rồi thì chúng ta có lẽ là chỉ dùng một cái phần hàm số ở lớp 12 là chúng ta sẽ làm tốt. Trong cái phần giá trị lớn nhất nhỏ nhất này thì có rất nhiều cách để làm. Thầy có thể nêu qua một số cách. Chúng ta có thể dùng rất nhiều cách nhé. Nêu qua một số cách cụ thể như là ta dùng bản hạt thức này. Rồi ta dùng tính chất hàm số này, ta dùng tính chất của gì đây hàm đẳng thức này. Và ta có thể dùng đến tính chất giá trị tuyệt đối, đúng không? Thì khi làm bài tập một là phải dùng tính chất của hàm số. Đây là lớp 12, hàm số thì nhiều rồi. Lớp 12 có nghĩa là dùng đến tính chất của phải. Hai là dùng các bất đẳng thức. Thứ ba dùng tám thức bậc hai, dùng hàng đẳng thức. Và dùng giá trị tuyệt đối. Cụ thể như thế này. Ví dụ ví dụ đi. Cho x bình cộng y bình bằng 4. Tìm min max của 3 x cộng 4 y. Ví dụ 1. Ví dụ 2. Tìm min max của là ví dụ đi là 4 trừ đi x bình cộng 5. Ví dụ 3. Ví dụ tìm min max p bằng x bình trừ 6x cộng 12. Thì đây là những cái ví dụ thầy cho các em để các em có thể nhận biết. Không phải bài nào chúng ta cũng có thể làm được theo một cách nào đó nhanh nhất có thể. Thông thường thì hiện nay các em có thể dùng nhiều nhất đó chính là dùng hàm số. Thì thầy sẽ dạy cho các em theo cái chủ đề mà thầy đã tổng hợp những cái đề thi phổ thông quốc gia của những năm trước để chúng ta đánh giá một chút về hàm số. Sau đó thì chúng ta sẽ học thêm một số cái phần
mà chúng ta có thể sử dụng được nhanh, ví dụ dùng bất đẳng thức chẳng hạn, phải dùng tính chất của giá trị tuyệt đối, thì chúng ta sẽ làm theo cái bài này nó sẽ nhanh hơn một chút. Thì em chú ý cho thầy. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào để tìm giá trị lớn nhất gần nhất, thì chúng ta sửa bài luôn đi câu một, bởi vì tại sao thầy vào chỗ bài luôn. Có lẽ lý thuyết thì các em đã được thầy giáo cô giáo ở trên trường dạy rồi, cho nên thầy không dạy lại thuần túy lý thuyết nữa, và thầy sẽ lồng ghép vào bài để chúng ta làm luôn, đỡ mất thời gian, đúng không các em? Ví dụ cái câu đề thi tốt nghiệp phổ thông năm 2020 mã đề 03, cho giá trị, tính giá trị nhỏ nhất của hàm số fx sẽ bằng x mũ 4 trừ đi 10 bình trừ 2 trên đoạn 0 đến 9. Thầy đang phân tích cách để các em làm, bởi vì có một số bạn là kiến thức lớp 9 tốt ấy, các bạn hay làm này. Cách một đây, các em hay có thể làm này. Và thầy phân tích fx sẽ bằng x mũ 4 trừ đi gì đây nhỉ? 10x bình chính là 5 nhân 2 x bình cộng với 25. Tại sao là cộng với 25? Vì đây là 5 bình phương hàng số thứ nhất và trừ đi 27. Thì riêng anh này ta phân tích ra là được x bình trừ 5 tất cả bình phương và trừ 27. Nếu như chúng ta dùng tính chất của hàng đẳng thức thì do anh này lớn bằng 0, cho nên anh này lớn bằng trừ 27. Chú ý. Vậy thì đáp án của cái này là bằng trừ 27. Đó là cách đầu tiên. Kéo lại. Lớn bằng trừ 27. Vậy dấu bằng xảy ra là khi x bằng bao nhiêu đây? Dấu bằng xảy ra ở đây là x bình trừ 5 bằng 0. Suy ra x bằng căn 5 hoặc trừ căn 5. Thế thì ta có được một cái căn 5. Và căn 5 thì rõ ràng là nằm từ 0 đến 9. Cho nên nó thỏa mãn điều kiện bài này. Vì vậy đáp án min là bằng trừ 27 chẳng hạn. Thế nhưng nếu như ở đây không phải là anh này. Ví dụ như khác đây. X, fx bằng x mũ 4. Cộng với 10x bình. Trừ 2 chẳng hạn. Thì chúng ta phân tích thành x mũ 4 cộng với 2 nhân với 5x bình cộng với 25 trừ 27 sẽ bằng x mũ 4 x bình cộng 5 tất cả bình phương trừ 27. Và các em nhận xét lớn bằng trừ 27 thì các em là sai ngay tức khắc, là vì x bình cộng 5 không bao giờ bằng 0 được. Cho nên cái điều chúng ta đặt ra đây là sai. Vì vậy các em không được làm bài này theo cách này. Thì các em chú ý cho thầy. Đó là, vậy thì bài này chúng ta lại dùng cách thế này. X mũ 4 lớn bằng 0, x bình cũng lớn bằng 0, để dấu cộng cho nên là hai anh lớn bằng 0 thì cộng nhau lớn bằng 0, thì dấu bằng xảy ra là sẽ bằng trừ 2, ví dụ thế. Thế thì không phải bài nào chúng ta cũng sẽ dùng được một cách nào đó để đơn giản hóa, mà chúng ta phải cố gắng tìm mối quan hệ để ta xem cái bài nào ta nên làm cách này hay cách kia cho nó nhanh. Thì cái đấy muốn làm được các em phải hiểu bản chất. Thì có bạn nào bảo thôi em không làm nữa, thì ta dùng cách hai này. Cách hai thì rõ ràng các em phải xét đồ thị này thôi,
xét cái đồ thị này ấy, thì chúng ta sẽ có là như đây f(x) tập xác định rồi, thầy không làm nữa nhé, bởi vì thầy đang làm để trả lời cho các em bài này, cho nên tập xác định này thì là với mọi x là như đây, đi từ không f(x) bằng 4x mũ 3 trừ đi 20x với f(x) bằng 0, thì suy ra được 4x ra ngoài được x bình trừ 5 bằng 0, và chúng ta ra được ba nghiệm x bằng 0, x bằng căn 5 và x bằng trừ căn 5. Và lúc này các em sẽ lập bảng đây, thường là các em hay là f(x) và f(x). Thì ở đây chúng ta có là khi cái lấy nghiệm này các em phải đặt cho chuẩn này, cứ đặt ra để tí là ta trừ triệt tiêu sau không, phải cùng cái khác đúng không? Và ở đây người ta chỉ cho chúng ta từ 0 đến 9 thôi. Đây là 9, ta loại hết. Đến đây chúng ta thấy, vậy thì đây cũng là giá trị nhỏ nhất. Vậy thì cực trị, cực tiểu này trùng với giá trị nhỏ nhất. Và giá trị nhỏ nhất khi x bằng căn 5, chúng ta thay vào đây thì chúng ta ra được y bằng trừ 27. Thì rõ ràng nếu chúng ta làm theo cách hai này này thì bài toán này sẽ mất thời gian nhiều hơn. Bài toán này là mất thời gian nhiều. Cho nên các em lại có thể dùng cách một được. Các em chú ý giúp thầy. Thì đó là cách để tư duy. Thì có bạn hỏi thầy là tại sao thầy không trình bày đầy đủ, cẩn thận. Bởi vì trình bày đầy đủ cho các em ấy, thì thầy cũng đỡ vất vả mà các em cũng đỡ vất vả để tiếp cận. Nhưng mà vì chúng ta làm trắc nghiệm mà các em, chúng ta phải đến thời điểm này chúng ta phải tối ưu hóa được cái thời gian để làm sao nhỉ, để vào thì chúng ta làm nhanh nhất chứ không là không kịp thời gian nhé. Em mà thông cảm cho thầy nhé. Bài thứ hai chẳng hạn, tìm giá trị nhỏ nhất của này, dễ quá này, f(x) bằng x mũ 3 trừ 3x trên đoạn từ trừ 3 đến 3. Thì rõ ràng bài này chúng ta dùng cách hàm số là nhanh nhất vì đảo hàm với này rất dễ. Tập xác định thầy cũng không viết nữa. Vì nếu như là tư luận thì ta làm đầy đủ, còn cái này thì người ta cho này có nghĩa là đồng nghĩa là những cái này là tồn tại từ trừ 3 mang là f(x) sẽ bằng 3x bình trừ 3. F(x) bằng 0 tương đương với x bằng trừ 1 và x bằng 1. Các em có thể dùng dùng f trừ 1 và f 1 rồi sau đó các em lấy cũng được. Tuy nhiên là bằng trực quan các em đỡ sai sót nhất là các em dùng bảng biến thiên. Đấy, trừ 1, 1, 0. Ở đây người ta cho chúng ta là trừ 3 đến 3. Vậy của nó thế này. Vậy thì các em thấy có hai giá trị có thể xác định được là giá trị lớn nhất ở đây cũng được. Và đây này. Để chúng ta kiểm tra ở đây này. Hoặc ở đây là giá trị nhỏ nhất. Có trường hợp giá trị cực tiểu sẽ trùng với giá trị nhỏ nhất. Và có trường hợp giá trị cực đại sẽ trùng với giá trị nhỏ nhất. Thì bây giờ chúng ta thay này. Thay trừ 3 vào. Trừ 3 vào đây thì được là bao nhiêu đây? Trừ 3 nhân với là được trừ 27 cộng 9 là bằng trừ 9, trừ 18. Còn tại trừ 1 vào đây thì được là trừ 1 là được 2. 1 thì được trừ 2. Và tại 3. 3 thì được 27.
hai bảy trừ đi chín là 18. Nếu ta so sánh 2 với 18 thì rõ ràng max sẽ là 18. Đây là thầy làm đầy đủ nhé. Còn bài này họ chỉ bắt tìm giá trị nhỏ nhất thì chúng ta chỉ quan tâm hai giá trị này thôi. Nếu đây thầy làm đầy đủ cho cả giá trị lớn nhất nữa. Tại vì chúng ta không có thời gian để lót hết tất cả các cái bài. À. Đấy, vì câu 2 với câu 3 đều là một đề trên thì hỏi nhỏ nhất, dưới thì hỏi lớn nhất cho nên thầy làm luôn hai câu này. À, hai câu này thầy làm luôn. Thì rõ ràng giá trị nhỏ nhất ở đây với trừ 2 với trừ 18 thì ta sẽ chọn là trừ 18 đúng không các em? Ta chọn là trừ 18. Đây là giá trị phải thể im in nằm trong khi x thuộc từ trừ 3 đến 3 là bằng trừ 18. Thế còn im max là bằng bao nhiêu đây? À, chúng ta kiểm tra đấy là 18 với 2. Thì chúng ta sẽ chọn là 18 nhé. À, 18. Vậy chúng ta làm được hai câu luôn. Thế thì khi làm những cái bài toán này, các em cố gắng giúp thầy nhanh nhất có thể, nhanh nhất có thể. Thì tùy các em để các em vận dụng. Và các em phải phân biệt được cái giá trị lớn nhất, nhỏ nhất với cực đại, cực tiểu nhé. Em phân biệt được đó. Bởi vì trong riêng trong sách giáo khoa học đã tách cái phần này thành hai. À, thì chúng ta lưu ý cái việc này. Câu số 4 đi. À, tương tự như thế. Thầy không làm nữa vì nó dễ quá. À, câu số 5 cũng thế. Các em cũng sẽ làm xong. Em ghi vào em sẽ làm xong. Bây giờ thầy làm câu số 6. Câu số 6 thì ở đây người ta cho một cái hàm số. Người ta bắt tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số. Khi người ta viết giá trị nhỏ nhất của hàm số, giá trị nhỏ nhất m của hàm số, các em hỏi tưởng là tìm điều kiện m. Không phải, đây là một cái giá trị nhỏ nhất. Các em đọc đề cẩn thận cho thầy. Vậy thì thường ấy, những cái bài này thì các em cũng phải dùng cái phương pháp hàm số thôi. Ví dụ là tập xác định của bài này với mấy khắc không chẳng hạn, đúng không? Vậy thì if phải cái này các em đừng có vội nhân lên, hoặc là 2x trừ đi 2 trên x bình đạo hàng cái này, if phải bằng 0 suy ra được x bằng 1. x bằng 1 nhé. Thế thì đến đây chúng ta sẽ kiểm tra x bằng 1 thì bảng biến thiên của nó này. À, ta chỉ lấy từ mấy đến mấy thôi, từ 1/2 đến 2 thôi. Chắc chắn là 1 nằm trong này, ta chỉ lấy là các em chú ý. Cho nên bài này thầy viết thế này chứ một số bạn không cần viết nữa, bởi vì 1/2 đến 2 thì hàm tồn tại rồi. Mà thường những bài trắc nghiệm này họ cho. Thế đây là dương đúng không? Đây là âm. Thế thì đồ thị của nó đấy này. Vậy thì trường hợp này chắc chắn giá trị nhỏ nhất là bài x bằng 1. Và y min chắc chắn trùng với giá trị cực tiểu. Chính là 1 thay vào thì được là bằng mấy nhỉ? Bằng 3 đúng không? Bằng 3. À, đây là cách 1 nhỉ. Cách 2, có bạn nghĩ đến cái một vài bất đẳng thức. Chúng ta thấy là x bình cộng 2 trên x. Thầy phân tích thành x bình cộng với 1 trên x, cộng 1 trên x. Và dùng bất đẳng thức đúng không? A cộng B
a cộng b cộng c thì lớn bằng 3 căn bậc 3 ABC, viết thế. Cái này em có rồi, làm nhiều rồi, chứng minh bằng hạng đẳng thức cũng được, dùng bất đẳng thức cũng được. Thì lớn bằng gì các em nhỉ? 3 căn bậc 3 của x bình nhân 1 trên x nhân 1 trên x và bằng 3. Bây giờ chúng ta quan tâm nhất đó là dấu đẳng thức xảy ra là x bình bằng 1 trên x bằng 1 trên x và bằng mấy nhỉ? Vậy suy ra x mũ 3 bằng 1, suy ra x bằng 1. Vậy thì imin trong trường hợp này tồn tại là bằng 3 khi x bằng 1. Thì nếu các em làm được như thế này thì các em lại không cần phải dùng đến cách 1. Đã. Cho nên khi mà thầy tiếp cận cái bài này thì thầy đang đứng ở vai trò của em học sinh. Thì mỗi bạn có những cái năng lực, cái kiến thức ở các lớp dưới khác nhau. Cho nên là thầy cũng muốn cung cấp cho các em thêm một số cái phản xạ để vào thi các em sẽ gì đây tìm một hướng làm ngắn nhất. Thì đó là bài số 6. Chúng ta sang bài số 7. Đây là một bài người ta cho dưới dạng một đồ thị, sau đó thì chúng ta nhìn đồ thị để ta làm. Cho hàm số fx liên tục trên đoạn từ trừ 1 đến 3, em nhìn thấy người ta cắt từ trừ 1 đến 3 và có đồ thị như hình vẽ. Gọi m lớn và m nhỏ lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên. Giá trị m lớn trừ m nhỏ thì các em nhìn thấy bài toán này rất là cơ bản thôi, nhưng bài này các em đừng có vẽ, các em nhìn dùng dùng bài trên giấy luôn để làm luôn, bởi vì nếu các em vẽ các em sẽ mất rất nhiều thời gian. Ở đây chúng ta kiểm tra đây có hai giá trị thì rõ ràng trường hợp này giá trị lớn nhất chọn là chắc chắn là bằng 3. Giá trị min có hai giá trị nhìn đây à. Vậy thì giá trị nhỏ nhất ở đây rõ ràng là trừ 2 rồi. Các em nhìn giá trị là nhìn của y nhé, giá trị của một hàm số là của y chứ không phải là x nhé. Rất nhiều bạn nhìn những cái giá trị này là nhầm nhá, nhầm này. Thì trong cái trường hợp này thì ta có 3 trừ đi trừ 2 là bằng mấy nhỉ? Là bằng 5 đúng không? Ví dụ thế thì câu 7 là đáp án là B. Rất là cơ bản thôi. Thì các em làm những cái bài này rất là nhanh cũng dễ. Đến câu số 8 thì người ta lại gọi là đạt giá trị nhỏ nhất. Đạt có nghĩa là x, đạt tại bao nhiêu là x, thì ta cũng làm như thế. Thì lúc này ta sẽ tìm y thì bây giờ ta tìm x thôi. Thì bài số 8 cũng tương tự như thế. Thì các em chú ý cho thầy. Thầy nêu một số cái dạng bài ngắn gọn, bởi vì thầy cũng muốn tách cái phần này thành rất nhiều clip ra. Ví dụ như là các em biết rồi thì từ buổi sau các em không cần phải xem clip tiếp theo nữa. Thì các em cứ thế các em làm bài thôi. Và nếu bạn nào mà chưa thực sự chắc thì các em lại xem tiếp. Và mong muốn của thầy là trong cái năm vất vả này, không những các em vất vả mà bố mẹ cũng vất vả, thầy cô cũng vất vả, thì chúng ta phải nỗ lực cao để chúng ta đạt được cái mong muốn của mình và làm sao để cho cái kết quả học tập của mình đạt nhất nhé. Xin chào các em.